Rồi chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Nhật Nông Cơ nhé mọi người. Đó, hôm nay cửa hàng tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung lòng đứng nha mọi người. Mẫu này đến từ thương hiệu của ST nha. Đó, mã số là MS170C nha mọi người. Đó, nó đến thương hiệu của ST thì anh em đã biết rồi ha. Vòng tua rất là bốc máy, đấy, lẹ, thô lẹ ha. Và mẫu này là mẫu vừa tầm nhất đó, để anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà, thích hệ một em máy lòng đứng nha mọi người. Đó, nó vừa tầm, đời này gọi là đời mini boss nha mọi người. Đó, nghĩa là cái mã lực của nó là nó vừa tầm, anh em sử dụng trong gia đình đấy là vừa đủ đấy, và thứ hai là trọng lượng nó vừa đấy, anh em xài này nọ hạ gốc này nọ thả ga luôn nha mọi người. Đó, em này thì đặc điểm ấy là nó có thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn nha. Đó, đời như thế này, mẫu như thế này thì nó có hai đời, ví dụ như MS017 này hoặc đây là 170. Đời 170 thì thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn này, nên là anh em giật rất là nhẹ nhàng, chỉ cần kéo nhẹ là nổ thôi, không cần dùng lực nhiều. Đó, nhất là những chú nào có tuổi ấy, mình sử dụng rồi này. Đó, chỉ cần nhích nhẹ là nổ thôi, không có mất sức mất lực gì nhiều ha. Đó, nhích nhẹ là nổ. Đấy, đời này nó cao cấp hơn điểm đó ha. Và em này cũng có thắng xích đầy đủ nhá mọi người. Đó, lam là được sử dụng lam 40 nhá. Mặt các cây là 35cm, xích chung 91 nhá. Đấy, lam xích là rất là còn đẹp ha mọi người. Đây, còn nguyên nước sơn hãn hiệu trên cây lam này. Nó các đầu đánh chưa có dập chưa tè nhé mọi người. Đây là nó bị oxy hóa, nó bay nước sơn nha mọi người. Đây, chất lượng nhất là cái đầu lam này, nó chưa có dập chưa tè ha. Đây, bên này còn nguyên này nha. Đấy ha. Đó, rất là đẹp luôn. Tính ra là nó cũng còn rất là mới, nhưng mà do lâu ngày ấy, từ bên Nhật vận chuyển về Việt Nam ấy, là nó để qua các bãi ấy, mọi người. Đó là những cái xăng dầu ví dụ nó chảy vào, gặp nắng mưa là nó bị chảy, nó bay đi, nó gọi là oxy hóa. Đấy, cái đó thì nó không quan trọng, nếu mà nó đẹp hết thì nhìn nó đẹp hơn, nó đẹp mắt nha mọi người. Nhưng mà cái chất lượng này còn tốt này, nên là anh em sử dụng là bao tốt luôn, bao bền luôn. Đấy. Rồi, bên phía mặt máy ốp lam đây, ốp lam 2 ốc nha mọi người, vặn trực tiếp bằng khóa 19 nè. Đó. Đây anh em thấy là bên phía mặt máy ốp lam rất là đẹp này. Đó, rất là sáng nha mọi người. Đây. Tem mạc ST này nó dập trực tiếp tại má ốp lam nha. Đó, tăng xích cái này làm đằng trước này. Đó, đây là con vít dẹp đó, con tăng xích nha mọi người. Thì em này xuất xứ đến từ Đức nha mọi người. Đó, hàng Đức xuất Nhật nha. Đấy. Và lốc mặt tiền đây. Đấy, rất là sáng nhá, độ trầy chùa ít nha mọi người. Đấy, mã số seri đây. 291 này, 25747 nha mọi người. Đó, số seri dập tại lốc nha mọi người. Đấy, và màng bô là màng bô giảm thanh, âm thanh phát ra im ấm ha. Đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn nam xích, nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Thì bên anh em mua bên em sẽ bảo hành cho anh em là bao lột lòng 12 tháng và sẽ hỗ trợ cho anh em 3 món đồ đi theo máy là buji, kíp ở buji và rúa nha mọi người. 3 món đó sẽ tặng kèm cho anh em ha. Đó, bên phía mặt nắp bên trên này, đó, người Nhật người ta dán các tem này, chắc là tem hướng dẫn sử dụng đây. Đã có số 1, số 2, số 3, số 4 này. Đó, chắc là cái tem này là tem hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đấy. Đây. Rất là sáng ha. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Giá của em Estin MS170C này là 3.300.000 đồng nhé. Anh em nào cảm thích kết cái máy này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ sẽ khởi động ha. Cam thì rất là êm ấm. Cùng là tắt, đẩy giữa là sai bình thường. Đấy, anh em nghe tiếng máy ha, một em mẫu máy cũ máy tầm trung nhưng mà nghe lực máy là nó rất là rát. Đấy, nói đến thương hiệu Estin thì cái vòng tua nó là đứng đầu nha mọi người. À, rất là lẹ ha. Đấy, thì trong khu vực miền Nam là rất là nhiều anh em ưa chuộng dòng này, còn khu vực miền Bắc thì nó có dòng Husqvarna, đó hai dòng này nó cạnh tranh nhau. Đấy, rất là nhiều. Và đời này nó thiết kế bộ giật trợ lực lớn này, chỉ cần kéo nhẹ là nổ này. Đó, không cần dùng lực nhiều nha, nhích nhẹ là nổ thôi. Đó, rất là đã. Khá là êm nha mọi người. Mẫu này thì các chú chỉ cần ra hai cái ngón tay này, giữ chặt vào là giật lên là đổ thôi. Đó, kéo nhà rồi. Con nít giật cũng được nha mọi người. Rồi ok, em Estin MS170C nhá. Giá là 3.300.000 đồng nhá. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá.